Hello everybody, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Nightmare Gameplay. Mình trong series 8 tựa game hôm nay. Hãy bắt đầu nối tựa game đầu tiên trong ngày cùng các bạn nào. Castrate Racing game Boss Alien. Let's go, hãy bắt đầu ngay nào các bạn. There are fire racing goods in the city. Frenzy, and they control their own turf and city district. Try five, silver goods. Alpha H. Careers, nhập cho đàn ạ. Don't come in next round. Leave it out. You look wrong. Oh.
Tiếp tục một bạn Nivex. Lúc đào được 3 đối thủ. Đa rồi các bạn. Mình ra. Hôm nay là bạn chụp đây. Now. Thank you.
cũng có chuyển khoản tiền tiếp theo rồi. Travis qua đây. Cho cùng kiếm tiền để mua xe mới nào bạn. Có hoàn thành cái sân 2 nào. Ok, một vật chuyển khoản thì tiếp theo nào. Wheel Racing 3. Chuyển sang thì tiếp theo nào, Wheel Racing. Nervous. Turn it off, look. Let's do this. Okay. Let's move on.
Okay, bạn. Ok, đã bắt sẵn sàng cho cú đuôi nào bạn. Mình cố gắng chịu khóa tiền tiếp theo nào. Tất xin 2020. Khách đây nào bạn. I hope you're a safe driver. Okay, here you go. Điều đến khá gần cho chúng ta bạn. Ok, cho được 177 đô bạn. Mình vẫn chuyển sang tiếp tự nhiên tiếp theo là Alpha 9. Ok, bắt đầu nào bạn. Ok. Anyway.
We have to win the race. It's San Francisco. Chúng ta to win this race. Chuyển khoa thì cuối cùng trong video này là các bạn CSI Racing 2. Xin lỗi. Let's play.
Lucas. Lanjutan kedua ya, Pak. Okay, pada kuat tengok gua pun juga tak tahu belum eh. Kawan gimana kalau kau tahu video tu tengok ni. Thank you.